Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi Phong. Hôm nay mình lại có mặt ở vườn Hai Quy thì cùng với các bạn ở xóm suối là các bạn hai bạn là đang cắt gỗ. Hôm nay là mình mua thêm một chút mỡ. Mỡ này là vòng bi của xe con. Xe to nữa cũng được mọi người. Nhưng mà đây là không phải là mỡ láp đâu nhá mọi người. Đây là mỡ này là mỡ. Mỡ để bôi vào xe. Hôm nay mình mua một ít và thử nghiệm là để bôi vào cái dây xích kia xem nào nó có được không. Rất là nhiều khán giả để lại bình luận là có rất là nhiều cách phương pháp để làm sao cho nó hạn chế được là nó sẽ không bị đứt cái xích cắt gỗ của các bạn ấy. Nhưng mà theo mình cái xích này là nó mỏi rồi mọi người, là do các bạn ấy cắt nhiều nó nhiệt nó nóng nên là nó bị ảnh hưởng. Và đây mình trộn thêm một ít dầu nữa, còn ngày mai mình mới mua được cái xích mới. Hôm nay mình qua chỗ cửa hàng nhưng mà người ta chưa lấy hàng, mà bây giờ họ lại tăng giá lên rồi. Họ bảo là nếu mà gửi về đây thì phải đắt thêm 1.000 nữa. Thì mình cũng chưa biết thế nào cả, và đợi đến ngày mai thì hàng sẽ về đến chỗ mình thì mình sẽ qua lấy để cho các bạn ấy làm. Đây thì mình trộn mấy cái dầu thải nên là nó rất là đen đấy mọi người. Rất là đen. Nhưng mà cho ít dầu vào này thì nó sẽ dầu ít xăng được để cho nó dính, nó keo dính hơn, nó dính là nó mềm hơn mọi người, nó mềm hơn, nó đặc hơn dầu và nó sẽ loãng hơn mỡ. Thì khi các bạn bôi vào ấy, thì nó dễ bôi hơn, không thì nó rất là khó bôi. Ngày xưa thì mình cũng chạy xe nên là mình cũng hay sử dụng như vậy mà khi bơm mỡ cho xe ấy mọi người. Mình hay cho một ít dầu vào hoặc là ít xăng vào là nó loãng, dầu hoặc là ít dầu luyên là nó sẽ loãng ra. Là khi tí nữa các bạn bôi rất là dễ, bôi sang hai bên mặt thôi để hạn chế cho nó nhiệt, nó đỡ nóng khi nó cắt. Chứ còn bôi vào cắt một lúc là nó sẽ khô, nó khô ngay, nó không có tác dụng mấy. Gọi là mình bôi vào để cho nó mát một lúc thôi, tác dụng như vậy thôi. Mình làm này rồi, xong rồi. Còn qua đây là các bạn hôm nay lại bữa đứt xích rồi. Chiều mình mới cầm vào cho các bạn nhé. Còn mình để đây thì lúc nào các bạn ấy dùng thì các bạn ấy bôi thôi. Đang mài cái mắt xích ra. Exino data hoặc đa sa cú á. Double. Thì đó chỉ mới tới là pond. Các bạn đóng đinh và để cho nó đỡ bị xê dịch khi mà các bạn ấy mài, nó dễ làm việc hơn. Bây giờ các bạn ấy làm việc thì mình sẽ qua xóm chỗ cái mảnh đất ở trên kia, các bạn ấy phạt quán đâu rồi. Còn trên phần trên này là các bạn xóm suối đang phạt quán đây rồi. Không biết ở trên kia các bạn ấy phạt xong chưa, thì mình sang ở đây là mình sẽ chuyển bên kia. Ở đây cỏ rất là tốt. Toàn bộ phần đất ở đây mọi người cần lắng một cái là khô. Khô á, khô hết rồi. Lắng có 3 buổi thôi. Sau này không biết là mình đào rãnh nước ấy, là nước ngấm phần đất này là rất là nhanh nha mọi người. Ở bên đây là ở châu Phi là vậy. Đất ở đây ngấm rất là nhanh, không biết là khi đào rãnh là nước có chảy đến đây không, hay là nó được đến khoảng tầm được lửa ngắn đường thôi là đất nước đã ngấm hết xuống đất rồi. Mình cũng rất là hãi như vậy khi mà đã có rãnh rồi mà nó không chảy vào đến đây là cũng rất là khó xử lý. Còn ở trên này thì các bạn có chuối đã thật cỏ ở đến đây rồi, chắc là mặt trên kia là xong rồi. Không có ta đi aquí con tu pesto. Chỗ này là nay khi mà in đã nay khi
mà giá cà bô. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu ấy. Sáu này, bảy. Sinh tu vết sâu ra vi ki đem anh nhà tết. Aki tên qua tên số để xét tí peso. Cảnh capilla là. À. Mọi vai là. Hôm nay thì là chỉ buổi sáng nay thì mình vào thì có ba bạn phạt cỏ ở đây, và ở phần trên kia là các bạn ấy phạt cỏ là có 7 người ở trên, mà bây giờ mình sẽ đi lên trên đấy xem nào các bạn ấy sáng nay 7 người trên đấy phạt cỏ như nào, và các bạn đã dịch chuyển người xuống dưới này một phần rồi. Bây giờ trước mắt là mình sẽ phạt cho sạch cỏ đi hả, xong khi mà sạch cỏ rồi thì mình sẽ lại tiếp tục là phạt trên bên quả đồi bên kia. Hiện tại là đất của hai quy là hai quả đồi đấy mọi người, hai quả đồi rất là rộng, khá là rộng. Còn những phần mà cái cây to ở trên kia thì nó cỏ đã ít hơn. Đợt vừa rồi là các bạn ấy phạt rồi nó chưa kịp lên. Còn những chỗ nào mà thoáng thoáng nó lên rồi thì mình lại bỏ các bạn phạt thêm lần nữa, dọn sạch cỏ đi đầu tiên. Xin chào mọi người trai. Xin chào mọi người đấy. Entra chi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Milton. Milton phạt cỏ từ sáng giờ rồi. Bây giờ mình sẽ qua đấy xem là các bạn sáng nay phạt cỏ như có được nhiều không. Ra mua tay lành xin mà. Dinh 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 dung dung dinh dung dung. Toàn bộ khu vực mà ngày buổi sáng nay các bạn đã phạt đây, hôm nay là sáng nay là có 8 người mọi người. Bây giờ thì các bạn đã phạt xong, bây giờ là các bạn đang đi dọn đường, dọn làm cái đường sạch để mình sẽ đi xe máy đi đường này, đi đường này và sẽ đỗ ở phần dưới kia, chứ không đi vòng đường kia nó rất là xa. Mình sẽ đi thẳng đường này luôn thì rất gần, từ ngoài đường cái to là đâm thẳng vào đây luôn. Sau xung quanh dừa này thì mình sẽ trồng dừa hoặc là trồng chuối. Trồng chuối mình sẽ trồng chuối ở khu xung quanh những cái khu vực dừa là thành như một cái hàng rào. Hàng rào, còn chỗ này là cỏ thấp thì chúng ta chưa làm. Bạn ấy để dành ngày mai đấy mọi người. Còn là ngày hôm nay chưa làm đến. Chỗ này là các bạn ngày hôm nay chỉ phạt thôi, hôm nay là các bạn lại tiếp tục và chưa có cầm cuốc lên trên này. Nên là các bạn ấy vẫn đang phạt. Cũng có rất là nhiều khán giả là nói mình là sẽ ở đây vườn của IQ lên mua một cái máy cắt, nhưng mà hiện tại thì là mình cũng chưa sử dụng đến máy cắt. Máy cắt thì là sang năm mình sắm cũng vừa, tại vì năm nay là các bạn sẽ phạt bằng tay thôi.
nhưng toàn bộ những cây cỏ nó cao quá lẫn với các cái cây gỗ, nên là mình có dùng máy cắt đi chăng nữa thì dùng có máy cắt cỏ chăng nữa cũng khó mà cắt được, nên là tạm thời là các bạn phạt trước á, để sang năm những cây gỗ nhỏ nó chết đi ấy, thì là bạn các bạn dùng máy cắt, thì máy cắt cỏ thì cũng rất là dễ, còn năm nay thì các bạn cứ tạm thời bằng tay. Mùa này là lạc là nó vậy đấy mọi người, chứ không phải là đâu, đây là những cái cây lạc mà nó sót lại. Nó cũng đã bị hủi như này rồi. Nó bị bệnh đấy mọi người, chứ không phải riêng mỗi ở dưới kia các bạn đâu. Đây là cái cây này là cái gì mới được, trứng của con gì, con sâu, chắc con sâu gì cũng bị. Nhưng mà mình thấy là cũng có củ. Nhiều củ à. Đây là những cái hoa nó cắm xuống đất, hoa nó tạo xuống đất nó có nhiều này. Nhiều củ chứ không phải là ít đâu. Trồng khu vực này thôi, toàn bộ những gốc cây gỗ này sẽ có thời gian thì các bạn sẽ quay trở lại việc cắt những cái cây gỗ này, những cái gốc gỗ này cho nó cho làm sao mà nó cụt thấp xuống là được. Đẹp ơi, ấy ta banh aki xinh labra tôi không phải ra gì bà bue bà mui chúa ti bay đi đây chú tinh tan tà amaya canh nhỉ, canh amaya canh nhỉ, canh thì ra bà nó nái á. Amanhã para andar assim, bom. Tudo aqui. Depois banana bem bonito. Uma pessoa para andar. Sou de 5 metros, uma. Uma grau, uma cabeça. Para andar aqui, depois abre mais o que? Caminho lá do que? Sim. Trocar aqui, divisão. Ah, sim. Divisão é a divisão. Lugar do terreno. Sim. Divisão okay. Aqui, para andar aqui. Caminho do casa do telefone está aqui. Lá do aqui não, aqui nosso. Sim. Aqui outro nosso, pessoa não pode andar aqui. Okay. Só de nosso andar só. Okay. Porque eu abri o caminho nosso. Planta aqui, tudo aqui. Tudo aí, tu. Depois banana bue. Depois vamos ali, bonito. 5 metros. Một, hai, ba, bốn, năm, uma, cabeça. Aí tem quanto? Cabeça, planta, continua. Não tem mais, lá embaixo tem boi. Ngày xưa ở đây là cũng là một con đường đấy mọi người, nhưng mà do thời gian dài nên là toàn bộ là cỏ nó mọc lên và đã chùm kín rồi. Mình cũng đang bảo các bạn sẽ trồng mặt bên này, là giữa hai mảnh đất của mình với của hàng xóm, mình sẽ trồng chuối ở đây. Trồng chuối xong là sau này mình sẽ mở con đường của mình ở bên này, là đường của nhà mình. Còn nếu mà các bạn muốn đi qua thì các bạn phải mở bên đường của các bạn đi qua, chứ không cho mọi người đi qua như đất của mình được. Đất thì sau này rất dễ mất mát các thứ ấy, mọi người. Thứ nhất là các bạn ấy muốn đi, các bạn ấy sẽ mở đường chỗ kia. Xong đây mình trồng chuối là giữa ấy của mình rồi. Bên này xóm là có một nhà bác, là bác tắm lạnh, nhưng mà bác ấy dọn cỏ sạch quá, mình sẽ để lại mảnh này nhỏ nhỏ này để cho bác ấy trồng lốt một năm nữa. Chỗ kia sắn kia chắc phải 2 năm được thu hoạch,
thì trồng mới trồng năm nay thôi thì phải 1,5 năm nữa để cho bác ấy trồng chỗ kia. Nếu mà nhiều cỏ, nếu mà cỏ mà lên là mình phạt hết, mình sẽ phạt. Mình cũng nói chuyện với bác rồi, nếu mà bác ấy mà chỉ cần để cỏ cao là mình sẽ bảo người phạt hết toàn bộ hết khu này, tại vì là khu vườn của mình sẽ không để cho cỏ cá quá cao, cỏ lên nhiều thì không tốt cho cái khu vườn này, mới cả rất rậm rạp như vậy thì có rắn rết nó ở. Rắn rết các bạn đi qua không may nó cắn vào chân rất là nguy hiểm. Mình sẽ đi xuống phía dưới kia để xem nào. Bạn Masimino là bạn ấy đã làm đến đâu rồi? Bạn ấy đã sửa xong chưa? Các bạn ấy sửa thì mình cũng phải thường xuyên để kiểm tra xem mà các bạn ấy sửa như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ qua đấy. Cái cá bông á. Cá bông. Bonito. Ok, ok. Obrigado. Obrigado pelo sininho. Rồi, bye bye á. Chỗ này cũng là đất của mình, còn ngoằn đi vào một tí này, mình vòng vào một tí nữa. Còn những cây này là đất còn xóm thôi, trồng hết suối ở xung quanh này cho nó đẹp, cho nó tạo một cái khung cảnh cho nó đẹp. Còn ở phần trong là trồng các loại cây trồng. Thì casa peso do mini ki bông hả sinh bông na du ai maria la du ki to ca casa tori phong ki bông tên ba bắp này. Không khéo là ở mình phần bên này, không khéo là mình sẽ xây nhà phần bên này đấy mọi người. Xây nhà ở phần bên này thì các bạn ấy ở đây vẫn là hay hơn, tại vì con đường từ đây chạy thẳng ra ngoài đường kia là đi thẳng đường luôn. Còn chăn nuôi thì mình sẽ chuyển vào trong kia, là sẽ làm nhà trong kia để chăn nuôi. Còn đây các bạn ấy sẽ làm nhà đây để ở và sẽ trông nom. Còn kia là quả đồi này rất là cao, làm che khuất được từ đường vào đây, rất là hay. Sau này sẽ làm nhà khu này, làm nhà khu này và sẽ trồng trọt ở phần dưới này, phần mặt đằng kia, trồng hết phần đằng kia và đằng bên kia là sẽ để chăn nuôi qua suối, và trong kia chăn nuôi thì nó sẽ khuất hơn, thì sẽ không bị mất trộm. Thank you.
Oi. Não, acaba mesmo. Oi, sobe mais. Sobe mais. Trabalha até motor. Bomba, cansado, tá muito de pé. O cansado. Ainda. Giờ mình lại quay trở lại với các bạn ở đây. Các bạn thấy hay chưa? Giờ thế kể. Ôi, ra sẽ đơn tay. Ôi trời ơi, Marcelino ơi. Em mới Marcelino. Você deve saber da BD uma. É se você não tem, você troca como? SN bem grande. S pequeno. Vai dar aqui. Certo. Vai dar certo. S pequeno. Depois bater bom. Não bater bom, ele anda todo dentro. S por aqui, ele é grande. Largo. Sem não igual. Abre um outro. Não entender. Fazer como? Demora boa, hein? Você abriu fazer o quê? Tony Fong. Aqui já abriu, hein? Sim. Aqui meter como? Fala ainda. É, mình đi có một lúc thôi mà các bạn cũng biết thay. Mà hôm qua vừa mình mới bảo bạn ấy xong là phải thay như thế nào mà quay ra bạn ấy cũng lại lại làm hỏng mất một cái ấy rồi. Aqui meter como? Tony Fong fala ainda. É se você tira como? É se me ganhar dois. É se, como é se? Como dente. Então assim, fazer como? Esse parafuso tem dois. Trego. Pega uma em casa. Abre o osso. Oi, assim. Morrer. Fala um tipo, trava outro tipo. Nossa. Assim. Deixa eu ver. Assim. Abre o dois assim. Assim. Veja. Não, esse já quer. Já abriu aqui, depois vai ter. Esse depois de trocar outro só. Telefone. Dá, peraí. Vou. Tôi đi phát quả. Đi phát quả thôi. Đi phát quả cùng các bạn.
tất cả những cái này là lắp rất là dễ, không khó. Nhưng mà quan trọng nhất là các bạn ấy không để ý là quên một cái là sẽ khó. Hiện tại là cái lỗ này là nó đang rất là rộng mà, tỏ là nó cũng bị bào mòn rất là nhiều, nét khâu hao rồi. Bên này thì rất là khít, nó phải khít như này mới là được này, nó phải khít như này. Còn ở bên này mình đưa vào là nó rất là to, cái lỗ rất là to đấy mọi người. Đấy, to nó rộng này, một bên rộng này nó đứt này. Nó giật nó sẽ đứt. Pô là của kia gran đi, ai kia cái kem pô bẹt đây. No, levantar pouco sim. Bây giờ mình sẽ bôi cái mỡ này vào xem nào. Xem nào nó hiệu quả nó có cao không, mới cả nó có bị cái, nó có thoát được cái rằm những cái này là những cái phôi này, phôi gỗ này, xem nó có thoát được không mọi người. Nó lại bịt kín hết vào, nó không thoát được cái phôi gỗ là cũng không được. Cái này là mình không ấy, là mình phải cho thêm ít xăng nữa cho loãng ra. Khi mà các bạn bôi vào đây, bôi vào như vậy là cứ mỗi một tấm gỗ là phải bôi một lần để cho nó trơn, với cả nó làm mát. Không biết hiệu quả có cao không, mình sẽ thử. Cái này là cũng có một khán giả là hướng dẫn mình làm của này, không biết có được không. Còn là ai về chuyên ngành cắt gỗ thì hãy để lại comment cho mình để mình biết được cách làm để cho các bạn ấy cắt gỗ nó không hạ, nó không hại cái răng cưa này. Răng cưa lúc nào cũng mới bền. À, cái lưỡi răng cưa này là cái xích răng cưa này là mình mua là cũng phải tầm 1,5 triệu một cái đấy mọi người, rất là đắt. Ele mesmo é do 41, né? É? Vê? Vê? É? É? Naquela barra. Coisa estica, vamos bater. Já? Já. Đây là cái dầu thải thôi mọi người, cũng có rất nhiều khán giả lấy cái nồi ấy mọi người. Cái xoong nó đen. Cái này dầu nó đã đen rồi. Bạn làm cũng ok rồi. Bây giờ các bạn khởi động máy và sẽ cắt thử. Mình sẽ ở đây một chút xem nào xích nó còn đứt không.
ra đi và xin ra đi mà quê về ta kêu mê là ba con kẻ ô ta cứ đi ta kêu qua hiện tại là cái con ốc này cái đầu EQ này mọi người là nó đã bị trần gen rồi, cái này là mình mua cũng là mới đấy nhưng mà sử dụng trong vòng được một tháng là nó hỏng rồi. Rất may là đây nó không bị hỏng, nó hỏng cái này là thay là cũng rất là phức tạp này, cái này thay là chưa chắc đã có này, đây là không biết là nó bám vào kiểu gì, cái này không biết nó khóa, cái này mình chưa hình dung ra là nó vặn ốc kiểu gì cả. Cái này phải thợ tháo, cái này là đây nó dập hết, dập bằng máy này. Cá kia này. Thì bây giờ là các bạn phải nghỉ rồi. Dạ dạ. Ta mấy ta cái ta muốn tụi cái đồng papi ta đã đúng kìa. Không mất ốc là vậy. Mai mình mua hai con ốc mới, còn con ốc này cũng cũ rồi. Cái gen của nó đã kém rồi này, sẽ mua mới này. Còn là các bạn ấy chạch là do cái gen này nó bị lỏng. Agora outro problema mais tá por lá o quê? A corrente. Tá por lá. Tá muito grande, se tá por lá. Corrente não. Eu levar uma, comprar amanhã só, vir amanhã. E essa vamos estar como? Hôm nay thì các bạn thì là mình bôi cái mỡ vào nhưng mà nó không sử dụng được lâu đấy mọi người. Để sao tôi phải la. Bôi mỡ vào cũng không thua, không được bàn, chỉ chạy một đường ở trên là đã khô ngay rồi. Nên là chỉ có để cho nó dầu đây mình sẽ đổ thêm cái xăng cho loãng để cho dầu nó ra nhiều. Nó ra nhiều thì nó sẽ làm mát được cái xích thì thôi. Cái này là ốc phải ngày mai mình đi qua phố mình mới mua được. Chỉ có một hiệu có thôi mọi người. Còn tìm chỗ khác là không có loại ốc nữa đâu. Ở đây nó không phải là khu thành phố lớn nên là cái gì cũng rất là khó kiếm, khó tìm, khó mua. Nên là thời lượng video của mình hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.